Hello, xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay mình sẽ tổ chức cho ba thanh niên là An Cây. Ai chiến thắng sẽ nhận được một chiếc điện thoại này nha. Đây là điện thoại hãng LG nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Và bây giờ mình sẽ tổ chức thôi. Luật như sau: mỗi người sẽ có một đĩa mè vừa chua vừa cay nha các bạn. Nếu mà ai uống nước thì sẽ thua nha các bạn. Thời gian là không giới hạn. Xin được phép bắt đầu. Rất là kịch tính. Vâng, anh áo xanh rất là ăn nhanh. Chắc phần thắng sẽ thuộc về anh áo xanh đây. Vâng, anh áo đỏ ghế bên phải ăn cũng không gì kém. Vâng, chắc anh cũng chắc đứng hạng nhì đây. Vâng, anh áo đỏ ghế bên phải đang rất là tăng tốc để thành giành chiến thắng. Vâng, anh áo đỏ ở giữa đã chịu thua. Anh áo đỏ ở giữa bị loại. Vâng, điện thoại. Vâng, vâng. Nào, vâng, luật chơi vẫn còn đó. Nhưng anh phải ăn hết mới có thể giành được chiếc điện thoại. Vâng, rất là kinh khủng. Anh có ăn hết được hay không? Vâng, anh đang dần chảy nước mắt. Tuần rơi hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Vâng, cũng sắp hết rồi các bạn. Cố gắng lên. Vâng, rất là ngon nha các bạn. Vâng, anh đang dần chảy nước mắt vì ăn quá cay. Vâng, anh đã khóc ra. Vâng, sắp hết rồi các bạn ạ. Cố lên. Đây, vâng, giải thưởng của anh đây, cố gắng lên. Vâng, sắp được rồi các bạn ạ. Vâng, còn một miếng nữa thôi. Vâng. Cố lên. Yeah, một chiến thắng đã thuộc về anh Đạt. Vâng, chiếc điện thoại xin giao cho anh. Vâng, bắt tay cái ạ. Vâng. Mở được nha các bạn. Hoạt động rất là tốt. Và đây là toàn tập thể anh em. Và đây là toàn tập thể anh em phát biểu ý kiến vài lời về cuộc thi này ạ. Mè quá cay. Đổi mắt rồi. Anh viết đi anh kia kìa. Vâng, bắt đầu. Cuộc thi này rất là cay. Ăn cay cực kỳ cay. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Rồi phải đành chịu thua thôi. Chắc phải. Đây là anh chiến thắng. Anh đang bị sặc ớt. Và các bạn nhớ like và share cho kênh của chúng mình nhé.